Lực lượng chức năng gọi những chiếc xe cũ nát và sập xệ đến mức chỉ còn lại mỗi cái khung sườn và động cơ như thế này là xe mù. Gọi là xe mù vì xe không có gương, không có đèn, không có còi, không có bô xe. Nói chung là tất cả các bộ phận thường thấy trên một chiếc xe đã bị hư hỏng hoặc người sử dụng đã gỡ bỏ từ lâu. Thậm chí dàn khung cũng đã bị gỉ sét. Ở các đô thị lớn, không dễ để thấy những chiếc xe cũ kỹ và chắc chắn đã hết hạn như thế này. Nhưng ở các địa bàn nông thôn, đặc biệt là ở các xã vùng sâu vùng xa, đó lại là hình ảnh rất quen thuộc. Chiều muộn, tại xã Hòa Hiệp, tỉnh lộ 329, khu vực chợ gần ấp Bầu Ma, tấp nập người và xe. Trong số này có rất nhiều những chiếc xe máy cũ. Thì cũng có một số bà con người ta đi làm rẫy về là ta chạy xe gần cũ. Thì nói chung là nó cũng không được bảo đảm đâu. Cái đó thì không được bảo đảm. Thì người ta không có, người ta phải dùng cái xe đó. Thì nếu mà người ta có thì người ta có điều kiện, người ta cũng thay đổi xe đó rồi. Thì điều kiện không có. Với cái thứ nhất, thứ hai nữa là bây giờ xe lớn, xe nhiều tiền đi chạy vào rẫy thì nó mong hư. Là người ta phải chạy dùng cái xe đó người ta đi rẫy. Qua ghi nhận của ống kính phóng viên, người dân ở các địa bàn thuần nông như xã Hòa Hiệp, dù có điều kiện hay không có điều kiện kinh tế, thì đều rất chuộng xe mù để lưu thông. Bởi vì ai cũng có tâm lý tiếc của khi sử dụng một chiếc xe đẹp, xe mới để đi nương rẫy, nơi những tuyến đường ra vào vốn dĩ không được bằng phẳng và sạch đẹp. Chỉ vì lý do đó, nhiều người đã bỏ qua tiêu chí an toàn. Tất nhiên, những người sử dụng loại phương tiện này biết rõ phương tiện của mình không còn đủ tiêu chuẩn để lưu thông trên đường, nên thường chủ động canh chừng lực lượng cảnh sát giao thông để tránh bị xử phạt, tịch thu xe. Nói chung mấy chiếc đó thì nó không có đủ cái an toàn giao thông. Khi công an vào đây thì bắt ta vào cuộc thì những cái xe đó thì gặp giao thông thì cũng bắt người ta vẫn canh đường, người ta đi thì người dân ở đây như là công an vào như buổi sáng thì người ta ít đi, hạn như buổi chiều thì công an ít vào thì người ta đi. Nếu bị xử phạt, chắc chắn xe mù sẽ bị tịch thu. Người dân đều biết vậy, cho nên lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp khó khăn trong việc xử phạt xe mù. Về tình hình mà những cái xe mà 30 giống như là không bản số, không giấy tờ thì những người dân á, là người ta biết mình vi phạm nên người ta sẽ chủ động là người ta tránh. Khi mà phát hiện cái tổ tuần tra là người ta sẽ tránh mặt đi hoặc là đợi mình đi qua rồi người ta sẽ mới lưu thông. Đảm bảo an toàn giao thông, nhất thiết phải hội đủ 3 điều kiện: hạ tầng, con người và phương tiện. Khuyết đi một yếu tố cũng có nghĩa là nguy cơ tai nạn giao thông đã trực chờ. Vậy nên rất khó để nói trước được điều gì khi những phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật vẫn ngày ngày vô tư lưu thông trên đường. Sự tiện dụng là một lẽ, nhưng nếu sự tiện dụng đó có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử phạt mạnh tay để người dân, dù muốn, cũng không thể sử dụng loại phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ này.